Ngày 21 tháng 4, Quỹ học bổng vừa A Dính do Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Khoa làm chủ tịch cùng đơn vị tài trợ đến bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Sơn Phú, huyện Dòng Trơm. Đoàn đến bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Lụa sinh năm 1935 là vợ liệt sĩ, ngụ ấp Long Hiệp. Căn nhà có diện tích 40,5m2, tổng giá trị xây dựng 78 triệu đồng. Trong đó, quỹ học bổng Dư A Dính dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nhà hàng làng nước Nam Bộ tài trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Qua gửi lời thăm hỏi ân cần đến gia đình và bà mong muốn địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo cận nghèo tại địa phương. Dịp này, quyện quỹ, quỹ ban nhân dân quyện và chính quyền địa phương tặng cho gia đình nhiều phần quà ý nghĩa.